Vâng, shop phụ kiện 390 hôm nay sẽ test thử cho anh em cái con giảm thanh GameTech anh em nhé, con giảm thanh GameTech. Thì hôm nay shop phụ kiện gọi là giới thiệu review luôn cái giảm thanh GameTech, một cái giảm thanh gọi êm nhất thị trường cho súng FX anh em nhé. Đấy, thì anh em nào hãy cứ đăng ký kênh của shop phụ kiện 390 đi nhé, rồi bắt đầu mình sẽ test này. Vâng, con giảm thanh GameTech này là cái loại gọi là êm như chó thở. Đấy, rất nhiều anh em nói từ êm như chó thở nhưng anh em phải test thực tế thì mới biết được nó chó thở nó sẽ như thế nào. Đây thì con khẩu FX này thì mình để áp bình đây, áp bình nó tận là 120, áp xả tận 120, còn áp bình nó rất là khỏe nha, nó là 200 cân. Thì bây giờ mình sẽ test cái độ êm của nó, test độ êm. Vâng, thì bình thường những cái giảm thanh FX iHun này, FX Slipper giá là 450, nhưng riêng cái giảm này anh em chỉ thêm 100.000 đồng thôi, thêm 100.000 đồng. Đấy, giảm thanh GameTech thì có giá là 550, đấy, hai giảm kia là 450 thì giảm thanh GameTech sẽ là 550, 100.000 đổi lại được cái là siêu êm anh em nhé. Đấy, giảm thanh có 6 cái lỗ thoát khí, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em nhé. Thường, đây cái xe máy này nhé, đấy, cho khẳng định là nó không có đạn luôn anh em nhé. Đấy, không có đạn thì nó nổ rất to, còn có đạn thì nó sẽ êm hơn nữa, nhưng đây mình bắn là test không đạn anh em nhé. Đấy, test này, anh em, bóp vào. Đấy, rất chi là êm anh em nhé, rất chi là êm. Bây giờ mình sẽ test nữa này. Đấy, em nghe chỉ thấy tiếng chó thở thôi. Đấy, mình test phát nữa anh em nhé. Đấy, anh em buộc alo cho shop phụ kiện 390 này. Đấy, giảm thanh GameTech, con này thì có lắp vách nhôm anh em nhé. Đấy, êm như chó thở này. Anh em xem con chó thở nó êm chưa? Đấy, thở đi chó, thở đi. Đấy, thở đi. Đấy, rất chỉ là êm, con này thở nhẹ quá, nhẹ hơn con giảm thanh này rồi. Suy cho cùng thì con giảm này nó không êm bằng con chó con thở nhé, không êm bằng con chó thở anh em nhé. Xin lỗi anh em vì đã lừa gạt anh em là êm như chó thở, nó chỉ êm như con bò thở thôi anh em nhé. Đấy, mình test tiếp anh xem em này. Đấy, rất chi là êm anh em nhé. Thì đây giá là 550, mình sẽ tháo cho anh em xem cái vách của nó anh em nhé. Đấy, đây, sẽ xem anh em con này có lắp vách anh em nhé. Đấy, thì tiện đây mình xem tháo luôn cho anh em xem vách nó luôn. Đấy, lắp vách. Đấy, đúng lắp vách luôn, xem khít khít khít, tháo ra nó dính vào nhau này. Đấy, vách nó này, vách nhôm anh em nhé. Đấy, xem chất liệu nhôm này. Ôi, nó chạy rất chi là bịt nhé, không có ba via viết gì hết. Đây, anh em xem cái độ êm của nó rất chi là bịt, rất chi là sạch sẽ cái vách. Vâng, thì con giảm thanh gọi là giảm thanh GameTech này. Đấy, con giảm thanh GameTech lừng danh ở trong gọi là miền Nam cách đây 2 năm rồi, nhưng miền Bắc thì nó 1 năm trở lại đây nó mới đổ bộ anh em nhé. Thì bây giờ shop phụ kiện 390 đấy, xin giới thiệu luôn cho anh em, giá là 550, hàng miễn phí ship để kiểm tra anh em nhé. Vâng, thì video của shop phụ kiện 390 kết thúc tại đây. Shop xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.